bạch thế tôn thế nào là tướng thật tế của quả vị độc giác để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của quả vị độc giác đó là tướng thật tế của quả vị độc giác các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn Bạch thế tôn thế nào là tướng thật tế của tất cả hạnh đại bồ tát để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của tất cả hạnh đại bồ tát đó là tướng thật tế của tất cả hạnh đại bồ tát các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng thật tế của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật đó là tướng thật tế của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của sắc rõ biết như thật tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng Pháp giới của nhãn xứ, rõ biết như thật tướng Pháp giới của nhi tĩ thể thân ý xứ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng Pháp giới của sắc xứ, rõ biết như thật tướng Pháp giới của thanh hương vị xúc Pháp xứ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn giới rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của sắc giới, rõ biết như thật tướng pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới, thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn thức giới, rõ biết như thật tướng pháp giới của nhi tĩ thể thân ý thức giới, thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn.